Hướng dẫn cài đặt Windows 11 bằng Parallels 18. Nếu trước đây thì các bạn lăn tăn giữa Parallels 17, thuốc không ổn định hay là VMware cài đặt rườm rà, không mượt, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt Windows 11 bằng Parallels 18. Và các bạn hỏi là nó có ổn không ấy hả? Yên tâm làm theo cái này nha. Đầu tiên thì các bạn hãy tải truy cập vào link này, tải bộ cài, mình để ở dưới phần mô tả. Và sau khi tải xong thì các bạn nhấn đúp vào cái tệp vừa tải. Trên cửa sổ mới, nhấn đúp vào Parallels Desktop có đuôi là DMG này. Cửa sổ mới mở ra thì nhấn đúp vào biểu tượng Install, nhấn Open, máy sẽ bắt đầu quá trình cài đặt. Ở trên cửa sổ cài đặt thì nhấn Accept. Nếu được hỏi, nhập mật khẩu mở máy của bạn, nhấn OK, đợi quá trình cài đặt hoàn tất là được. Tại cửa sổ cấp quyền thì nhấn Next, OK 3 lần cho phép Parallels có quyền truy cập đầy đủ vào các thư mục. Và nhấn Finish. Tại cửa sổ Installation Assistant, nhấn Install Windows, Parallels sẽ tự động tải về bản cài đặt của Windows 11, tùy vào mạng mỗi người mà nhanh hay chậm nha. Mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này. Khi được hỏi cấp quyền như thế này thì các bạn cứ nhấn OK nha. Sau khi tải xong thì Parallels tiếp tục tới bước cài đặt. Quá trình này sẽ tự động hết, việc chúng ta làm chỉ là đợi thôi. Và sau khi hoàn tất thì chúng ta vào Windows. Xong rồi tới bước cài thuốc. Các bạn mở Finder, quay lại cửa sổ Finder Parallels Desktop ban đầu. Copy thư mục thuốc, dán ra ngoài desktop. Nhớ dán ra desktop nha, để còn gõ lệnh. Copy ra chỗ khác là không làm được đâu nha. Nhấn Command cộng dấu cách, Search và mở Terminal. Copy lệnh đầu, dán vào Terminal. Lưu ý là gõ thêm một dấu cách, sau đó kéo thư mục thuốc ở ngoài desktop vào cửa sổ Terminal, nhấn Enter. Gõ tiếp lệnh thứ hai, nhấn Enter. Ở lệnh thứ ba thì sau khi Enter, thấy dòng password hiện ra, các bạn gõ mật khẩu mở máy, nó không hiện gì đâu, cứ gõ đúng rồi nhấn Enter là được. Hiện như vậy là thuốc được rồi, bây giờ mở lại Parallels lên và xem thành quả nha. Vậy thôi, nếu mà có gì thắc mắc thì hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nhanh nhất có thể. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha.